tất cả các bạn, và sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với Thu Nguyễn và chúng ta cùng đến với bài hướng dẫn chậm bài nhảy nhạc Nga Hoa của tôi. Và bài này gồm tổ hợp 4 câu 8, chúng ta nhảy hai hướng, hướng mặt trước và hướng mặt sau. Và sau đây các bạn sẽ đi cùng hướng với Thu Nguyễn. Thu Nguyễn sẽ đi ở hai hướng cho các bạn cùng tập. 1 à 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 7 à 8 2 à 2 3 à 4 à 5 à 6 à 7 à 8 3 à 2 à 3 à 4 5 à 6 à 7 à 8 4 à 2 à 3 à 4 5 à 6 à 7 à 8. Và chúng ta tiếp tục đi ở hướng tiếp theo. 1 à 2 à 3 à 4 à 5 à 6 à 7 à 8